Sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung và trách nhiệm cao, Hội thảo Du lịch Việt Nam phục hồi và phát triển đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Văn hóa Giáo dục với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và tỉnh Nghệ An. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo chính phủ, các bộ ngành trung ương, các tỉnh thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực du lịch đã tham dự hội thảo. Chủ đề Du lịch Việt Nam phục hồi và phát triển của hội thảo năm 2021 có tính thời sự cao, nhận được sự quan tâm của nhiều các nhà quản lý, chuyên gia, hiệp hội trong bối cảnh đất nước ta đang từng bước kiểm soát được dịch bệnh, duy trì phục hồi sản xuất kinh doanh, thực hiện mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia đã sớm có các chính sách và biện pháp để mở cửa, phục hồi du lịch. Việt Nam cũng cần nhanh chóng đón bắt xu thế này, tránh lỡ nhịp với thế giới cũng như sức bật của lực cầu trong nước. Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, đó là một ngành công nghiệp không khói, đó là con gà đẻ trứng vàng, đó là một sự phát triển bền vững ở một ngành kinh tế này. Du lịch Việt Nam của chúng ta đã bắt đầu từng bước vượt khó, giữ vững niềm tin để có ngày chúng ta hy vọng có vị thanh. Quốc hội đã xem xét ban hành nghị quyết số 30 để tạo điều kiện cho chính phủ tổ chức thực hiện phát triển kinh tế xã hội một cách toàn diện, trong đó có du lịch của chúng ta. Nhiều chính sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp về du lịch như miễn giảm tiền thuế, tiền điện, hỗ trợ cho các hướng dẫn viên du lịch. Bằng những chính sách cụ thể này, chúng ta đã đồng hành cùng với doanh nghiệp, đồng hành với các địa phương để vượt khó, vươn lên và phục hồi du lịch. Tôi xin tiếp thu ý kiến của hội thảo đã tiếp tục làm rõ hơn mối quan hệ của chương trình phục hồi kinh tế xã hội chung của cả nước với các chương trình kế hoạch định hướng phục hồi phát triển du lịch, kiến nghị những giải pháp, chính sách và nhất là các chính sách về bảo đảm phòng chống dịch để mở cửa an toàn, chính sách tài khóa tiền tệ để phục hồi phát triển du lịch, các chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới. Tôi xin tiếp thu ý kiến của quý vị đại biểu và chỉ đạo của các cơ quan chức năng của Ủy ban Văn hóa Giáo dục để tổng hợp hoàn thiện báo cáo kết quả hội thảo và kiến nghị Quốc hội, Chính phủ những chính sách, cơ chế và giải pháp cụ thể thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phục hồi và phát triển du lịch trong những năm sắp tới. Cụ thể là thứ nhất là sẽ đề nghị Chính phủ sớm hoàn thiện và ban hành chiến lược tổng thể về phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có các quy định hướng dẫn cụ thể về bảo đảm an toàn dịch bệnh của ngành du lịch, thúc đẩy nhanh quá trình tiêm vaccine để tăng độ phủ vaccine trong nước, đặc biệt là tại các khu điểm du lịch và thành phố lớn. Thì tôi cũng đã được tiếp cận với cái chiến lược này, dự thảo chiến lược này thì Chính phủ cũng đã xây dựng và chúng tôi cũng hoàn toàn đồng tình. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có liên quan tới nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau. Do đó, các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch cần xem xét hài hòa, tổng thể trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương và cả nước. Đề nghị hội thảo cần thảo luận sâu, tìm ra các giải pháp để thúc đẩy tính lan tỏa, liên kết vùng, phát triển kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực và hoàn thiện thể chế để phát triển du lịch gắn với phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường. Tôi đề nghị ban tổ chức hội thảo không chỉ tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội thảo hôm nay mà cần tiếp thu rộng rãi ý kiến của nhân dân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để bao phủ hết các đối tượng tác động. Đồng thời tôi cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền tiếp thu ý kiến của đại biểu hội thảo, có giải pháp cụ thể thực thi nhất quán từ trung ương đến địa phương để tháo gỡ khó khăn, sớm phục hồi ngành kinh tế mũi nhọn này. Sau hội thảo, ban tổ chức sẽ phối hợp với các cơ quan xây dựng báo cáo tổng thuật toàn bộ kết quả của hội thảo, tổ chức biên soạn và in kỷ yếu chính thức, gửi tới các cơ quan hữu quan, cũng như gửi đến các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, làm căn cứ nghiên cứu, chuẩn bị cho kỳ họp bất thường của Quốc hội vào đầu tháng tới.